Xin chào, các bạn có muốn biết một ngày luyện tập của tôi gồm có những bài nào không? Ok, mời xem nha. Còn lý do tại sao tôi tập á hả? Thứ nhất, bởi vì mình mập quá dễ chết lắm, đúng không nào? Vì sức khỏe của mình, những bạn ốm cũng phải tập thể dục. Tại sao? Để cho nó luyện cái sự dẻo dai, nó luyện cái độ bền của mình lên. Thứ hai là giảm cân. Hồi xưa không có quan tâm tới chuyện giảm cân đâu, bây giờ mới quan tâm tới chuyện giảm cân cũng hơi muộn rồi đó, đúng không nào? Rồi thứ ba là đương nhiên ai cũng sẽ chết, nhưng mà trong lúc mình còn sống được để mình cống hiến cho xã hội này thì làm cho những người khác vui vẻ, thì tại sao mình lại không sống để gọi là mang lại niềm hạnh phúc đến cho người khác, hay là cống hiến cho những cái gì đó nó lớn hơn, đúng không nào? Tại sao phải chết, đúng không? Ok, coi tôi tập gì nha. À luôn phụ nữ tập tạ để làm gì? Để cho mấy cái nhóm cơ nó hoạt động thì sau này nó không có dễ bị đau khớp, còn không á, sau 32 tuổi thì bắt đầu xương nó thoái hóa dần là rất đau khớp. Đây là bài tập ngực. Một cái như thế này thì gọi là dumbbell. Đó nè. Còn như thế này thì mình gọi là bench press. Cũng là tập ngực luôn. Hít thở cũng quan trọng nữa. Nó có một nguyên tắc ở trong cái việc làm việc nặng đó, là một khi mà chúng ta dùng lực để chúng ta nâng hay là chúng ta đẩy thì chúng ta sẽ phải thở ra. Còn bình thường thì chúng ta hít vào. Nhớ nha các bạn, nếu như còn quan tâm đến sức khỏe của mình thì phải tập thể dục thường xuyên. Đừng có để cho tới lúc bệnh rồi bác sĩ mới kêu trời ơi sao đó giờ mày không tập thể dục để giờ mày bệnh như thế này. Ok. Ở bài này thì các bạn thấy là cái ghế nó đã được kê lên không hẳn là 45 độ, chắc khoảng 35 hay 40 độ gì đó thôi. Thì đây cũng là một bài tập ngực nhưng mà mình gọi là tập ngực trên. Tiếng Anh nó gọi là incline bench press. Đó. Mình cũng xài hai cái dumbbells như thế này để mình đánh trước. Không? 50 lần. Sau cái bài này, sau cái dumbbell thì là cái thanh, cái bar cũng y vậy. Sau cái đánh ngực ngang với ngực nghiêng á, xong rồi mình tới cái bài này gọi là bài móc ngực, giống như mình bo cái ngực lại cho nó tròn. Xin như thế này, thở, hít, thở, đó, cứ vậy mà 50 lần. Ok, bài này cũng dễ thôi, nhưng mà hồi xưa lúc mà mình còn trẻ, kiểu như là mình ham hố, mình đánh rất là nặng. Mình đánh cái cục này nè, cái cục dumbbell này tới, mình nhớ không lầm là 40 kg rồi. Mình đánh 40 kg như vậy thì nó rách cái vai. Và rách cái vai á, thì nó cũng sẽ lành lại thôi, nhưng mà nó còn cái vết tì á, nó gọi là chronic disease luôn rồi, chứ nó không có lành lại bình thường như bình thường nữa. Cho nên bây giờ mình đánh rất nhẹ, cục này mình đánh có 10 kg thôi. Rồi xong cái bài móc đó rồi á, thì nó sẽ tới cái bài gọi là bài bay. Bay này là vừa vai vừa ngực luôn, kiểu như bay, thở, hít, thở, thở, hít, thở, kiểu như mình phải gồng lại, xuống mình phải gồng lại, thở, hít,
Đó. Đó. Vậy thôi. Đối với cái bài tập vai á, thì vai mình tập có hai bài thôi, đó là bài vai sau. Đó. Tập vai quan trọng lắm để đỡ đau mỏi vai gáy rồi. Chưa, về thôi, hít thở đó, về rất là tốt cho cơ thể luôn. Rồi còn nếu mà mình muốn tập cái cầu vai này á thì mình sẽ nắm như thế này rồi kéo lên, thở thả ra, hít thở, hít thở, hít thở, đó vậy thôi. Mình làm chừng 50 cái được. Đây là cái bài tôn tập ở nhà về chuột trước, cũng cái cây tập ngực luôn à, không phải, cái này là cây tập vai luôn, nhưng mà mình sẽ cầm để mình đánh chuột trước đó, cũng đơn giản vậy thôi. Thở thở, nhớ thẳng lưng lên nha, mình mà cong lưng hoài là nó ảnh hưởng tới xương sống đó. Thẳng lưng lên. Đó, đơn giản không? Còn bài này là cực kỳ gian nan luôn. Mỗi ngày mình phải hứa với bản thân là 50 cái. Kiểu như mình gặp cái người lên nó nặng đó, thì mình sẽ thở ra, rồi lúc mà mình trả xuống mình vô đó. Mà đâu mà thở. Còn đây là bài cuối cùng trong một chuỗi thể dục thể thao làm hàng ngày, đó là bài plank. Rất là mệt nha, plank rất là mệt. Và trong lúc plank thì nhớ là giữ lưng cho thẳng và hóp bụng lại để cái cơ bụng của mình nó hoạt động. Mệt lắm luôn á. Rồi, các bạn thấy như thế nào? Tôn là người mập như thế này, bự như thế này nhưng mà còn vẫn ráng để mà tập thể dục cho người nó khỏe. Thế thì tại sao các bạn lại không tập vậy? Tất cả mọi bài tập đều được lặp đi lặp lại 50 lần. Và điều quan trọng nhất nữa đó chính là ý chí của mình tập lặp đi lặp lại mỗi ngày. Trong tiếng Anh chúng ta gọi là regularity. Đừng có để tới gần một tuần xong rồi bắt đầu mới dồn vô đánh lần 200-300 cái. Như vậy cơ của mình nó thích nghi không có kịp, nó chịu không nổi. Thì rất có thể nó sẽ bị tưa, nó sẽ bị đứt, nó sẽ bị giãn. Đó. Cho nên là cứ tập đều đặn như vậy thì mình sẽ rất là khỏe vậy ha. Rồi ok, nhớ tập nha, vì sức khỏe của mình, và nhớ kêu người khác tập luôn để cho cả gia đình mình khỏe, cả xã hội này khỏe, cả đất nước này khỏe, thì chúng ta sẽ bước một bước làm con rồng của châu Á bay lên luôn. Bye.